Đây là cái đài, chiếc đài gọi là cục giữa thứ hai của Bác Hồ ở Ba Đình, con Sony 1110S. Thì mấy ngày hôm sau thì em có thời gian làm tiếp cái cục này đây các bạn. Đấy, nhưng mà chưa chắc đã làm xong luôn ngay bây giờ, mà có khi phải bày ra lại vài hôm nữa mới xong. Đây, cái anten này em nghĩ là có thể thay đi rồi bác ạ. Đấy. Tại vì bây giờ mà ép xuống thì cái này rất dễ bị gãy. Nó là cái hình như là cái anten tivi thì phải. Hiện em đang có cái anten sẵn thì có thể em thay cho bác luôn. Anten này nó không đúng của nó. Tháo ra luôn này cho đỡ vướng. Ui rồi, bay cả cái này bác ạ. Đây, bay cả cái giữ của nó, bay một bên rồi. Không biết là em còn cái cụm này không để mà thay không đây này. Đấy, còn thay cái này thì đang có, nhưng mà thay cái phần này thì đang có, nhưng mà phần này thì không biết là có không, em phải tìm xem nhé. Tạm thời sửa những cái khác đã, tại vì anten thì nó chỉ mang tính chất là hình thức thôi. À đây bác ơi, đây cái này nó bị thụt vào này. Đấy, nhìn nghiêng các bác phát hiện này, quan sát từ hướng này mình phát hiện này. Đấy, có nghĩa là cái này này nó bị thụt vào. Nhìn sơ qua thì bên trong vẫn còn zin. Ô, thấy cái lò xo một ra rồi. May là nó còn chưa bị rơi đi. Mất cái lò xo này là căng. Đây, cái này bị lắp sai rồi đây. Cái này bị lắp sai rồi, cái đồng này lòi ra này. Đồng này là lẽ ra phải hình như nằm ở dưới này, bắt đầu cho nó lên trên. Chắc gặp cao thủ nào đấy rồi. Với lại cái này là nó nằm ngang nhé các bác nhé. Đây, ở đây có một cái miếng nhựa trắng này. Đấy, trắng này nó nằm ngang qua đây này. Đấy. Đấy, bây giờ em tháo ra em biết ngay này, tháo cái mặt sau này ra. Đây, ui dồi ôi, hay là nó bị tuột vào em cũng không rõ. Cái này nó là nằm ở phía dưới đây nhé, đây nhé. Đấy, giống như cái bên này này, bên này bị tuột ra rồi này, nó là như thế này. Ui dồi ôi, hay là nó bị tuột vào đấy em cũng không rõ, nhưng mà tuột làm sao mà lại bị tuột vào đúng cái trục được. Tuột đúng cái trục thì hơi khó đấy. Rồi, em sẽ gắn lại này, em còn chưa test là nó bị sao hay không. Đấy, tốt nhất là chúng ta nên giữ. Cái bóng đèn này nó nằm ở chỗ đây, nằm ở chỗ cái này. Đây, em nhét luôn vào đây đi. Ok, cho bác xem này. Đứng mỏi đau lưng ạ.
sẽ thay dây cu loa vào nhá. Hai này giãn giãn, nói chung là căng mà ra được nữa thì nó khoảng 13, 2,7 gần 13 thì cho là 13 đi, các bạn chọn dây 13 đi. Đây này 10 các bạn nhé, 10 này. Đèn tín hiệu rồi, nhưng em chưa cắm loa nhé. Test thử xem nó quay không đã. Không quay này. Không quay luôn này. Có điện này, nhưng mà motor không quay. Chết rồi, motor không quay này. Tôi không 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 quay các bạn ạ. Ấy giả con này trông thế nặng phết đấy, tưởng chỉ thay mỗi cửa thôi. Motor không quay ở đấy đấy, đâu rồi đâu rồi, vừa thấy quay xong chạy đâu rồi. Nó vừa lai sẵn này, vừa động động này quay chạy đâu. Điện vào không? Ok, vẫn có điện. Cái cửa này quái quá. Đây, vẫn có điện này. Đấy, vẫn có điện ngon lành nhé. Đấy. Play vẫn có điện này. Điện này chứng tỏ là trong bảng mạch này có điện này. Bảng mạch này có điện thì mà motor không quay. Để lúc nãy thấy chập chờn, không biết là phải do motor, đôi lúc do motor nó cũng bị như vậy. Hoặc là điện không vào đến motor. Ở đây có mấy trường hợp xảy ra. Ok, mình sẽ đo nhé, để đồng hồ với đo. Ok, em để đồng hồ đây, để 20V đây. Các bác chú ý đồng hồ xem là cái motor nó có điện không nhá. Em bấm play này. Một cực vào mát này. Đấy, 14V này. Chứng tỏ điện vẫn vào đến đây các bác nhé. 13V này. 4V này. Đây là hai chân motor này. Đấy. Ở đây. Dương như này, đấy. 1, mấy vôn này. Có nghĩa là điện nó không vào đến cái chân motor đấy, các bác nhìn thấy quay quay này. Chắc là kiểu như đấu của đồng hồ ấy, nó qua mạch kiểu gì nó lại chạy. Hay là chạm ở đâu đó. Cắm vào đây là motor nó chạy. Không hiểu luôn này.
7V các bạn. 7,2V. Chưa kể bộ cơ cái kiểu cạch cạch này. Rất nhiều bệnh luôn các bác ạ. Ui, em tưởng con này bị mỗi cửa thôi nhưng mà nó khá là nhiều bệnh. Đấy, để em chọc cái này thì xem nó có bị không nhé. Không được luôn, à được rồi. Đấy. Lại được rồi. Thế chứng tỏ là motor nó vẫn ngon các bác nhé. Chỉ có điện không vào thôi. Điện không vào nó có nhiều nguyên nhân lắm. Đấy, bây giờ nó rửa trứng nó chạy liên tục luôn này các bác này. Bấm play nhé. Tắt đi này. Vẫn cứ chạy này. Đây là cái bệnh thường hay xảy ra đối với cái bộ cơ này đó. Nhưng mà nó cũng có nhiều nguyên nhân các bạn ạ. Em cũng sửa nhiều rồi nhưng mà nó cũng mấy nguyên nhân liền phải tìm hiểu mới biết được. Bây giờ chưa thể kết luận được. Đầu tiên em phải kêu phải tháo ra đã. Không, bây giờ em sửa bộ cơ trước. Tại vì đấy, bây giờ tìm rồi. Đấy, lại được. Đấy, bấm play. Mà lại không được. Đấy, nó tự động này. Đấy. Bánh tì này thay là chắc rồi nhé bác nhé. Bánh tì này không ổn rồi. Rút cái lõi ra. Úi dồi. Lõi này lại dính chặt vào đây rồi. Úi dồi. Tháo ra cả một vấn đề đây. Nói chung là con này thay nhiều. Mình tỉ bật cả lõi ra này. Trời. Bình thường là cái công tắc này nó chạy luôn. Bây giờ gạt nó chạy không? Sao nó cứ reverse suốt này? Không biết là phải do cái này không? Phần này bị vỡ đi một mảnh này. Tắt đi vẫn quay này. Công tắc không chạm nhé. Chạm này. Không chạm này. Vẫn quay này. Một là chập mạch ở đây, hai là cái công tắc dưới đầu từ này. Con này hay bị như vậy. Đây có cái lò xo nó bị tuột ra này các bác này. Lò xo này là nó nằm ở vị trí kéo cái thanh đen này. Nó là ở cái lỗ này. Kéo xuống dưới đây. Đây sẽ gắn vào nhé. Đây, nó chính là nằm ở cái chỗ này. Nó bị tuột ra, may cái lò xo nó không mất đi các bạn, mất đi lại tìm lò xo này nó rất là khó luôn. Đó, chính là nó nằm ở vị trí này. Thì bây giờ khi gắn vào thì nó sẽ không bị cái tình trạng cái tạch tạch nữa. Lâu lâu nó vẫn trượt. Chắc một số chỗ kiểu nó khô dầu. Nó phải dựng lên mới được nha các bác nhé. Cái cơ này nó đặc biệt thế đấy. Úp xuống là không lật được đâu. Còn cái phần này không sao.
còn mỗi cái phần này, quay quay này này nó cứ quay suốt này. Đang nghiên cứu ấy. Chắc mặt chứ không phải rồi. Tắt này không biết phải không, tháo ra xem đã. Tạm gác lại cái việc tìm nguyên nhân của cái motor tự chạy này thì em sẽ cắm loa test cho các bác nhé. Em cắm loa đây rồi. Equalizer vẫn ngon. Tôi một loa tịt rồi đó. Loa phải không ra này. Cắm hai loa rồi. Cái loa mà cái mà của cái thụt vào trong này, này nó lại ra. Cái bên này nó lại không ra. Đấy, bên này cũng không ra này, loa này. Bên này lại ra này. Đã bị trượt đi rồi. Có nghĩa là FM nhưng mà đây, nó hay bị mất đi này. Vặn rõ ràng sột xong rồi vặn ngược lại không thấy đâu cả. Đấy. Đấy các bác có nghe tiếng không? Đấy hết cỡ rồi, không thấy đâu. Vừa có vừa bắt được đài xong này. Nhưng mà đấy chỉ là một loa nhé. Cái loa bên này không hiểu sao thì được. Cắt cục luôn, không tín hiệu gì luôn. Không biết là nguyên nhân là do cái gì. Ui dồi, nói chung là cái này rất là nhiều bệnh luôn. Bánh tì còn phải xử lý cái này mới lắp được nha các bác nhé. Cái nhựa này này. Con này so đây nó rất lỏng đấy, cái này cũng bị mất trục luôn. À, cái này có thể được này, hơi rít một chút, vẫn phải mài đi cho nó chân chung các bác nhé. Cái này hơi rít không quay được, khi nào các bác lăn thì còn quay mầm đi. Bên này cũng đủ, bên này còn không nhét vào được lại. Đây bên này chỉ nhét được vào tầm như mày vậy thôi, chắc chắn là phải rũa hoặc là dùng giấy ráp để mài thôi. Ok xem nào. Rồi như vậy là ok rồi. Vấn đề là cái công tắc này, nó cứ bị chạy suốt này. Để em cho băng vào test thử nhé. Tạm thời cho nó tự động quay như này đã. Đó, fix cái này xong. Chúng ta cho băng vào test thử xem là phần này đã ok chưa. Ô, chết rồi, bỏ băng đấy. Sao không ra tiếng nhỉ? Ở đây. Cái này là cái phần bộ phận khóa tiếng nha, thôi nha. Đó. Mình gắn cái này vào đã. Gạt tay. Đây thì bẩn quá nhỉ. Quên chỉ cho cái này.
thành tối như vậy. Ok, à, nó không bị méo tiếng là được, sợ nhất là méo tiếng. Về cơ bản ấy con này rất là nhiều lỗi các bạn ạ. Để test cho bác nhé. Đây này, nó bị loạn công tắc này, hay bị chập công tắc gì đó này. Loa thì ù một loa này, loa kia bị ù này, loa này thì ra tiếng này. Đấy, bác nghe thì biết, nghe tiếng ù. Đấy, tiếng rất là tối luôn. Để em chỉnh nhá. Nhìn đầu từ không mòn mấy nhưng mà tiếng rất tối. Đây là chỉnh hết cỡ rồi nhé. Xem reverb mặt này xem. Đấy, có lẽ là phải thay cả cụm đầu từ, thay cả công tắc này. Cụm đầu từ bao gồm cả công tắc, cả đầu từ. Chỉnh hết rồi, hôm qua chỉnh cả đêm rồi đấy. Mà không được, không ăn thua. Để FM lại bị, chắc là hỏng con tụ xoay. Đấy, lúc bắt được lúc không. Chỉ cần xoay đi xoay lại một cái là mất luôn. Chắc là hỏng con này. Test lần nữa cho các bác nhé. Này, test kỹ hơn. À, cái đầu từ này cũng được, tạm được. Nói chung là chắc là vệ sinh chưa sạch sẽ cho lắm cho nên nó còn tiếng hơi tối. Đó, cái thì cái này sẽ vệ sinh tiếp. À, tức là càng mở nhiều thì nó càng sẽ mòn dần cái bẩn đi và nó sẽ trong sạch lại như cũ thôi. Nhưng mà cái công tắc chắc phải thay thôi. Không biết là thay được công tắc này không, nó mới là vấn đề này. Đấy, từ hôm qua thì mở rất là tối luôn, mặc dù là em là lấy vật cứng cạo cái lớp này đi, nhưng mà nó vẫn gọi là nó đỡ hơn một chút chứ nó không sáng. Nhưng hôm nay có vẻ là thấy đỡ hơn một tí. Thử lại lần nữa nha. Đấy, tiếng sáng hơn một chút rồi. Bác có thể nghe loa này. Còn cái loa bên trên kia vẫn ù ù nhé. Đấy, để em chuyển loa cho các bác nghe. Đây là loa phải này. Đấy, loa trên kia nghe ù ù này. Chuyển sang loa trái này. Đấy, im re luôn. Cái này không biết là do lý do gì. Có khi là do cái volume. À, để em thử radio xem nào.
radio cũng như vậy, chỉ được một loa thôi, loa kia thôi. Đấy, nó thế là nó bị ở cái phần chung giữa radio và băng cassette. Con này khá là nặng. Bây giờ lại không dò được đài này. Chắc là hỏng cái con tụ xoay này. Giờ em sẽ tìm cách thay công tắc nhé. Đầu tư chắc không cần phải thay. Nghe như vậy cũng ok rồi. Giảm chép này, tăng chép này. Đấy. Bây giờ em sẽ tháo cái công tắc này ra nhé. Đấy, tháo công tắc này ra thì trước tiên phải hàn các cái chân này ra này, nó rất là lằng nhằng. Không biết là em còn nhớ, em sẽ nhớ những cái chân này không sau khi tháo ra. Tại vì là có hai màu nó gần giống nhau, màu trắng và màu vàng đây. Em phải quay video lại để lỡ cần thì em lại xem lại video mới nhớ được cái chân của nó này. Đấy. Chân trắng này, chân trắng vào cái đầu này này. Đấy, còn cái chân vàng sẽ vào đây. Lại còn một cái chân trắng nữa cơ. Chân này chả biết chân trắng hay chân vàng đây. À, chân trắng to. Chân trắng to vào cái đầu này chắc đầu mát này. Chân trắng nhỏ vào cái đầu này. Đấy. Công tắc thì nó lại nằm ở giữa, thành ra lại phải hút mấy cái chân này ra trước rồi mới hút được công tắc, nhấc công tắc ra. Đấy, công tắc này nó rất là dở, nó dở ở cái chỗ là cái chân nó lệch lạc lung tung, suy đoán các chân của nó rất là khó, cho nên là rất khó sửa chữa. Đây nhé, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chân, bên kia 6 chân, bên này có 3 chân nữa này. Đấy, nó có 9 chân. Rồi ok, bây giờ sẽ tháo ra nhé. Thay đúng cái công tắc thôi. Còn đầu từ cũng khá là ok. Nếu mà có đầu từ mới thì em thay cho bác, nhưng mà không có đầu từ mới đâu. Mà đầu từ này cũng khá là đắt. Thôi tốt nhất là dùng cái cũ cũng được, vẫn ok mà. Tiếng vẫn sáng. Bác ơi, tháo cái này ra là quả là một cực hình. Đây. Tháo ra bị đứt cả cái dây xanh này luôn. Đấy. Khuyên các bác đừng có tháo nhé. Tháo là dễ lành thành què lắm. Bây giờ tự nhiên lại không có cái cụm này thay rồi này. Không biết là làm kiểu gì đây. Đứt cái dây xanh này là coi như là bỏ đi. Mà cái dây này rất dễ đứt luôn. Nó bị gấp sẵn ở chỗ này rồi. Đấy. Thiết bị chúng ta quá cũ rồi. Không biết là có thay nổi không. Không thay thì lại phải chờ thôi. Đó. Chờ khi nào có thì thay thôi. Đồ này hiếm quá. Nếu mà có cụm thì em đã thay cả cụm rồi, nhưng không phải thay riêng công tắc. Và mấy cái này nó cũng bị rách cái này này. Đấy. Chính vì bị rách những cái này em phải tháo riêng cái công tắc ra. Đấy, ok. Để em nói đây là một cái hành động gần như ngu xuẩn nhất thế giới các bạn. Tháo cái công tắc này ra. Đó. Thì bên cạnh những rủi ro hỏng về đứt về dây này, thì chúng ta còn sẽ bị lật những cái lá đồng này lên. Những cái lá đồng mà nó dẫn đến cái dây này nó lật lên mà nó bị gãy thì cũng rất là câu dây rất là khó luôn các bạn, rất là bé. Đây các bạn xem này, em bị lật 2-3 lá liền, nhưng mà cũng may là nó chưa đứt. Nó mà đứt thì câu dây lằng nhằng luôn ấy. Các bạn có thể nhìn thấy cái chân thứ ba này, chân thứ ba từ bên trái sang hàng trên này, 1-2-3 này. Đấy, cái chỗ này nó bị gấp này, cái đường này nó bị gấp này. À, trong khi đó là không có gì giữ nhá. Nó cứ ở chơi vơi như vậy. Hàn với hút thiếc rất là khó luôn. Đấy, khuyên các bác nên cẩn thận. Nếu các bác nào cố làm thì nên cẩn thận. Nếu mà không làm thì thôi, tốt nhất là không làm. Chúng ta thay nguyên cả cụm này. Nếu mà hàn cái này ra được thì tốt này. Còn nếu không, chúng ta thay nguyên cả cụm đầu từ này. Thì dù sao cũng khó, nhưng mà dù sao nó cũng đơn giản hơn là cái việc là hàn chân công tắc này. Nếu có lần hai chắc em chả làm nữa đâu. Ghê quá. Đây, đứt một chân rồi này các bạn. Đấy, đứt luôn cái chân này. Nhưng mà chân này, chân mát, hy vọng nối dây vào còn đỡ. Nếu mà nó đứt 2-3 chân cũng gách việc ấy. Không đơn giản tí nào. Ok các bác ơi,
cuối cùng em đã cũng khắc phục được. Thứ nhất là thay cái bảng mạch này này, may quá còn một cái bảng mạch này thay, và đồng thời là thay cũng cái con gọi là con transistor ở đây luôn, con transistor nhỏ nhé. Bây giờ là đài này rất là ngon, tiếng rất là hay các bác ạ. Đấy, ban đầu là đầu từ nó chưa sạch, bây giờ đầu từ sạch thì tiếng rất hay. Đấy, cho băng mài một lúc rồi một thời gian thì nó cũng sạch. Đấy, và bây giờ nó mất được cái hiện tượng là không bấm play mà nó quay này. Đấy, bấm play này nó mới quay nhá, tắt này. Đấy, ok. Đấy, nó bị chập cái con này, chập của cái mạch mới nha các bác nhé. Đây là em thay mạch rồi đấy, thay mạch nó vẫn bị chập. Đấy, nó bẩn cả công tắc này nữa các bạn. Em tháo cả công tắc này ra vệ sinh luôn. Đấy, chắc thế giới chỉ có mỗi em làm cái việc này thôi. Ui nghe hay quá. Đây cân bằng hai loa rồi các bạn nhé. Đấy, em vừa sửa rồi nhưng mà em không quay cái video clip cái đoạn đấy. Ok, bây giờ băng coi như là ok, chỉnh tốc độ nữa là ngon lành. Đây em có cái băng chỉnh tốc độ speed adjustment, tốc độ là 1 kHz, tần số âm thanh là 1 kHz. Khi nào chúng ta cho nó kêu và chúng ta chỉnh cái motor này cho đúng 1 kHz thì là chuẩn. Em đo bằng cái phần mềm em hay dùng ở đây. Đấy, 1 kHz nó thể hiện ở cái chỗ này này, Hz này các bạn này, tức là bằng 1000 Hz này. Đấy, em sẽ mở nhé, mở thì nữa cho các bác xem cái điện thoại. Đấy, không biết là chuẩn chưa, 1020 mấy này các bạn này. Mình tắt flash đi. Đấy, 1023-29 này, 102 mấy. Để em chỉnh cái này nhé, chỉnh motor này và quan sát nha. B phải giảm một chút. Đấy, giảm 920 mấy là hơi chậm này. Đấy, 1000 đại khái không mấy gì đấy, tại vì con số này nó có thể nhảy lung tung. Đấy, ok, như vậy là ok rồi. Như vậy là cái phần băng rất là ok nhá, băng xong nhá. Ok, giờ đến phần radio, nhưng mà có lẽ em để ngày mai thôi, tại vì hôm nay rất là muộn rồi. Và xem này, 0:25 này, toàn giờ này thì em mới bắt đầu là gọi là tập trung cao độ để mà làm, và những cái việc nhà thì tầm này bắt đầu mới làm hết. Đấy, em rất là bận, đến 11, 12 giờ đêm mới được nghỉ thôi. Thành ra là các bác thông cảm nếu như là có chậm cho các bác chăng nữa, nếu như có sửa chậm cho các bác. Đây, bây giờ là cái bệnh sột soạt này nhé, bệnh sột soạt radio này nhé. Tiếp theo đây em sẽ sửa, nhưng mà chắc là để ngày mai em sẽ ghép video. Đấy, lúc được lúc không. Đấy, vặn qua một cái là vặn ngược lại là không thấy gì luôn các bạn. Có lẽ nó bị con tụ này, tụ xoay này này. Để giải nhé, em sẽ tìm tụ xoay, không biết là còn tụ xoay không. Quan trọng là những cái linh kiện chúng ta thay còn. Đó. Còn nếu không còn thì chúng ta phải tìm kiếm hoặc là chờ thôi. Còn nếu mà bác nào mà dùng linh kiện tàu tiếc vào thì nó cũng
cũng được nhưng mà nó không thể chấp nhận được, em không bao giờ dùng linh kiện tàu nhưng mà nhé, linh kiện nguyên zin của nó luôn, ít nhất là cũng linh kiện tương đương từ cái máy Nhật sang, thì cái không linh dùng bao giờ dùng linh kiện tàu, mà với em thấy là tìm cái linh kiện tàu còn khó hơn linh kiện Nhật, tại vì nhà em rất là nhiều xác bài. Mỗi lần sửa xong như vậy em rất thích là nghe nhạc, có khi phải nghe đến 1-2 giờ sáng luôn các bạn. Đó, tại vì mình cứ vừa làm những được cái việc mà mình gọi là mình còn cảm thấy mình phục mình, cho nên rất thích thưởng thức thành quả mình làm các bạn, thế phải có đam mê thì mới làm được các bạn. Đấy, tiếng rất là hay luôn, cảm giác như là bình thường mở cái nhạc này chả bao giờ hay, nhưng mà đến lúc mình sửa xong mở nghe rất là xịn. Cảm giác như là ca sĩ được hát lại luôn ấy. Ca sĩ bị cấm khẩu, sau một thời gian cấm khẩu họ được hát lại, nghe rất là cảm giác rất là hay các bạn. Cái em xin diễn tả cái cảm xúc của em nó là như vậy. Đấy, nhai đi nhai lại một cái thể loại băng suốt nhưng mà vẫn thấy hay, không hiểu tại sao. Hay quá. Và căn bản nghe nhạc tầm này giờ này nữa rất là hay. Thêm một điều nữa là mình sửa được đúng cái thời điểm này. Mình hay sửa được đúng cái thời điểm này. Nên nghe nhạc rất là thích các bạn ạ. Có lẽ chính vì thế mà em yêu cái tiếng âm thanh của cassette. Laptop, điện thoại có thì có bao giờ nghe. Enter một cái là mạng nhạc mạng nó đầy, ngồi thưởng thức loa to đầy, nhưng có nghe đâu. Thích nghe thể loại này hơn, thế mới lạ. Đôi khi nghe mình cần phải kiểu như là ví dụ bị rối bị sao đó mình phải lau đầu từ cái kiểu đó, em rất thích cái cảm giác nó như vậy, giống như là mình góp sức vào giúp đỡ được tiếng hát của ca sĩ nó hay hơn ấy. Cảm giác rất là thích. Mình cảm giác như là mình đóng góp cho công sức của mình cho cái thiết bị nghe nhạc nó hay hơn ấy. Cảm giác rất là vui các bạn. Đấy, mai em sẽ cái đoạn video sau em sẽ sửa radio nhé. Ok, bây tạm dừng cái này đã, tại vì là cho các bác nghe suốt thì các bác ngấy. Đây là cái cục giữa của bác Hồi ở Ba Đình, cái cục cassette thứ hai mà em sửa cho bác. Con đầu con 1133 thì ok rồi, bây đến lượt con này. Em cũng sửa xong cái phần băng rồi, bây nghe rất ngon lành các bạn. Thay dây cu loa, vệ sinh lại cái công tắc này, thay bánh tì, vệ sinh cọc bánh tì. Đấy, em đã quay video và chia sẻ với các bác, nhưng mà em đã quay video để sau này vài hôm nữa em sẽ upload lên cái kênh cassette Kaiơ, mời các bác theo dõi kênh chia sẻ chi tiết từng phần. Và thay cái này nữa, thay bằng mạch này nữa. Đấy, thay dây cu loa, xịt dầu vệ sinh các kiểu, hàn lại cái này nữa thì loa nó cân bằng. May quá cái nó không ảnh hưởng đến cái phần này mà hỏng thì nó khá là khó này. Đấy, cái mạch này cả là một vấn đề rồi, mạch này hỏng cả là một vấn đề rồi, em phải thay cái mạch này. Thay mạch mà còn bị cái mạch của em còn nói chung là nó cũng hơi trục trặc chút, về sau sửa mãi mới được. Thế bây giờ ngon lành các bạn. Reverb. Sony 3 cây gậy. Chất âm rất hay. Mỗi lần sửa xong một cái đài là gần như là level của mình
lại tăng thêm một chút. Thành ra là xin cảm ơn mọi người đã mang đến cho em sửa và tin tưởng em. Có những con thì không sửa được do là không có linh kiện, và những thể loại này chắc là có linh kiện thoải mái. Con đầu đất ấy là khó. Tiếng rất hay. Đây, thay cái này ra rồi các bác ơi. Cái của bác ấy toàn mỡ đây. Bẩn quá. Bây giờ đến hiệu ok rồi. Tức là nó như vậy là khá ok rồi. Thì đã chỉnh cho độ nét nữa là được. Tức được cầm phục và được nồng nhiệt như vậy thì cá nhân Duyên cảm thấy bất ngờ điều này không? Chắc chắn là Duyên phải cảm thấy rất là bất ngờ rồi, tại vì đây là sản phẩm đường lưu á, cho nên là khi mình nhận được sự yêu thương từ tất cả các bạn thì Duyên cảm thấy là bất ngờ. Và không phải là cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy là vui nữa. Còn tác giả ca khúc của bài hát này là tác giả Hứa Tuyên Quyền, thì Hoàng Duyên có thể chia sẻ đôi chút về sự hợp tác giữa bạn và tác giả trong ca khúc Chàng Trai Sơ Mi Hồng được không? Khi mà Duyên vào công ty á thì Duyên đã được gặp anh Hứa Kim Tuyền. À, em bắt hơi yếu. Đấy, nó chỉ như vậy. Với lại cái này sóng nó không ổn định. Cái này gãy nhá bác ơi, nó gãy cái này rồi, bây giờ tức là làm lại nó không đảm bảo về lâu dài bác ạ. Tại vì đây này, bác nhìn này, muốn làm cái này phải làm một cái xương cho nó, mà làm xương cho nó thì nguy cơ bị vỡ cái này rất là cao, kể cả mình khoan lỗ chọc cây hay chọc những cái một cái thanh sắt vào, nhưng mà nó sẽ không gọi là không được như lúc đầu nữa, kiểu gì nó bị lệch đi một chút, tại vì căn ke rất là khó. Nếu mà nó khít được như này thì ok này, đấy. Mà nếu mà khoan xương vào thì tức là mình làm phải làm một cái xương của nó thì nó mới chắc, nhưng mà làm xương thì cái phần này nó cũng không khả năng không giữ được, không giữ được chắc lắm, vẫn ọp ẹp. Thế bây giờ mà dính keo vào không thì một thời gian nó lại bật thôi, mà có khi là mai kia nó bật luôn. Đấy, con này cho nên cách tốt nhất là thay cả cái này nhé, em sẽ thay cái này cho bác nhé. Nó phải dính như này thì nó mới ổn định được bác. Ok, đã thay vào đây. Đấy, ngon lành nhé. Lực đẩy ra rất là khỏe.
bạn ai ướt dập bạn nào là người ơi. Ngon lành này, revert ngon lành này. Là người ơi. Ok, đây là radio này. Để tạo vỏ ngoài đẹp mắt, nem chua Yên Mạc ngon nhất là được ăn kèm lá sung, rau thơm. Đúng rồi, ta không nhìn thấy mặt nhau, không có gì phải ngại cả. Có những cái phương pháp, cái giải pháp mà. Dạ vâng. Cậu thấy rằng tác dụng thật sự của cái rửa tay cũng giống như là chúng ta hãy tự bảo vệ chính mình và xin được cảm ơn những y bác sĩ, những người đã ngày đêm túc trực chấn áp căn bệnh COVID-19. Em nhiều đài luôn. FM90 sẽ đồng hành cùng các nhãn hàng, sản phẩm. Ok, xin chào mọi người.